Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Đó chính là chiếc xe Kia Sorento phiên bản Limited quý bạn nha. Phiên bản Limited động cơ 2.0 máy dầu và là động cơ CRD. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ, và chiếc xe sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phiên bản Limited cho nên là đầy đủ đồ rồi các bạn ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất đấy ạ. Đầu tiên là cái phần ghế da. Xe cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp đấy, và ghế lái chỉnh điện này. Xe được sản xuất năm 2011 quý vị các bạn nhé. Đấy, và nội thất ghế da cao cấp, ghế lái chỉnh điện này, và sấy ghế ạ. Cửa sổ nóc này, cửa sổ panorama. Ở cái phiên bản Limited này thì chiếc xe đã được trang bị là rất là nhiều option rồi, tức là đầy đủ option rồi quý vị bạn nhé. Đấy, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về cho nên là anh em còn bắt đầu đang dọn rửa đấy ạ. Tôi cứ quay tạm lên đây cho quý vị các bạn xem đã, để cho quý vị các bạn nào mà có nhu cầu về chiếc xe Kia Sorento 2011 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Sorento này ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Sorento phiên bản Limited này là đầy đủ option từ đèn pha bi xenon, đèn hậu cũng là đèn full led quý bạn nhé, ở cái phiên bản Limited đấy ạ. Đấy, đèn hậu full led này, đèn pha bi xenon, rửa đèn pha. Đấy, rất là nhiều option rồi quý bạn ạ. Camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ hết cả luôn quý bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau, tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị các bạn cùng xem. Ở cái cửa sổ panorama này, cửa sổ nóc đầy đủ rồi. Và ở cái phân khúc 7 chỗ ngồi này thì hàng ghế sau này rất là rộng các bạn này. Nếu như chúng ta gặp lại thì có một cái cốp để đồ tương đối là rộng các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này còn rất là đẹp. Chúng tôi vừa mới mua về cho nên là chưa có dọn dẹp gì được, cho nên nó hơi bẩn một chút thôi các bạn nhé. Tôi cũng đang cho anh em dọn dẹp chiếc xe này đi, để khi nào mà sẽ dọn dẹp xong thì chúng tôi sẽ làm lại một cái video hoàn chỉnh để gửi lên cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, và đây là cái phần táp bi cánh cửa sau bên phụ các bạn nhé. Táp bi còn rất mới và rất là đẹp đấy ạ. Nội thất da cao cấp và cái hàng ghế sau này đều rất là đẹp các bạn nhé. Hàng ghế giữa này đấy, đều rất đẹp này. Và đằng sau này có cửa sổ panorama toàn cảnh, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem này. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp, từ cái táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa đều rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, cho đến táp lô. Đấy, táp lô đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ màn hình camera lùi rồi. Đấy, phiên bản Limited này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh cao cấp JBL quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Táp bi cánh cửa này cũng rất là mới quý bạn ạ. Điều hòa tự động hai vùng độc lập, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, khóa thông minh, đè nổ start top. Đấy, đầy đủ luôn quý bạn ạ, rất là mới và rất là đẹp quý bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi, và những cái phần nội thất thì quý bạn thấy đây ạ, cũng rất là mới ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe, một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về khi chưa dọn dẹp gì quý bạn nhé. Đây, chúng tôi đang tiến hành dọn dẹp. Đấy, những chiếc xe này rất là đẹp rồi cho nên là chúng tôi tự dọn dẹp lấy thôi. Đấy, rất là đẹp luôn ạ. Kia cũng đã trang bị cho chiếc Sorento 2011 này là một cái khối động cơ diesel CRDI
2.0 lít quý bạn nhé. Cái động cơ này nó giống ở chiếc xe Santa Fe đấy quý bạn ạ. Động cơ CRDI rất là thông minh và lại tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và toàn bộ là còn nguyên bản hết, từ ốc cabo cho đến động cơ đều còn nguyên bản hết quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Sorento 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.